Kính chào quý vị, hiện nay đang là thời điểm giao mùa, thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển. Do đó nhiều người mắc bệnh viêm đường hô hấp, đặc biệt là bệnh cúm mùa. Mặc dù ít phổ biến bằng cúm A, song cúm B vẫn là bệnh nguy hiểm, có thể gây tử vong, nhất là đối với trẻ em. Các triệu chứng khi nhiễm cúm có thể từ nhẹ đến nặng và khác nhau ở mỗi người. Phổ biến nhất là mệt mỏi, nghẹt mũi, ho, đau đầu, đau họng, đau nhức cơ thể, ớn lạnh, sốt, nôn, tiêu chảy thường gặp ở trẻ em. Nhiều người cho rằng cúm A nặng hơn cúm B, tuy nhiên đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng số người lớn nhập viện vì cúm A hoặc B có xu hướng nằm viện dài ngày tương tự nhau. Họ cũng có tỷ lệ nhập viện chăm sóc đặc biệt và tử vong tương tự. Một nghiên cứu mới đây cho thấy virus cúm B có nhiều khả năng gây tử vong ở trẻ em nhập viện từ 16 tuổi trở xuống. Các nhà nghiên cứu cũng kết luận trẻ em từ 10 đến 16 tuổi nhiễm loại virus cúm B có nhiều khả năng chuyển biến xấu, phải chăm sóc đặc biệt hơn là cúm A. Bệnh hô hấp ở thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp ở cả người lớn và trẻ em. Tại các khoa hô hấp thì số lượng bệnh nhân tăng rất cao. Cùng với những nỗ lực thăm khám, điều trị, các bệnh viện nhi và những bệnh viện tuyến cuối đã triển khai nhiều phương án để giảm tải. Mặc dù số ca bệnh đông, các bệnh viện vẫn duy trì tỷ lệ nhập viện ở mức cho phép. Các bác sĩ lưu ý, mức độ nặng nhẹ của bệnh không liên quan đến mức độ ho ít hay ho nhiều. Phụ huynh cần quan tâm là trẻ có biểu hiện khó thở như thế nào nhằm phát hiện để điều trị sớm. Các bác sĩ khuyến cáo các bệnh nhân có sẵn bệnh lý nền khác như đái tháo đường, tim mạch vân vân cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ và duy trì tập luyện thể thao phù hợp. Ngoài ra cũng nên lưu ý tiêm ngừa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn khi đến những nơi đông người. Đột quỵ là bệnh lý cấp tính nguy hiểm, thường xảy ra đột ngột, để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, thường có tỷ lệ tử vong cao. Thực hiện một lối sống lành mạnh không chỉ giúp giảm nhẹ nguy cơ đột quỵ mà còn giúp bảo vệ cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Ăn uống hợp lý, với một chế độ ăn uống nhiều chất xơ và đồ tươi sống, hạn chế muối, chất béo. Tập thể dục đều đặn hàng ngày giúp giải tỏa stress, căng thẳng, giúp cải thiện giấc ngủ, làm giảm các yếu tố nguy cơ như béo phì, cao huyết áp, xơ vữa động mạch. Tránh hút thuốc lá, hạn chế uống rượu vì những chất kích thích này làm tăng huyết áp, góp phần đáng kể vào đột quỵ. Quản lý tốt bệnh tiểu đường huyết áp, cần kiểm tra theo dõi thường xuyên đường máu, khám sức khỏe định kỳ, sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ để kiểm soát tốt bệnh. Đối với những người bị trầm cảm cần trao đổi với bác sĩ để được ứng phó thích hợp. Thưa quý vị, lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh lý tự miễn khá phổ biến ở nước ta. Điều đáng nói là bệnh có thể xuất hiện đột ngột hoặc từ từ sau nhiều tháng, nhiều năm và có biểu hiện rất dễ nhầm với nhiều nhóm bệnh khác nhau, khiến nhiều người bệnh chủ quan để bệnh tiến triển nặng, khó điều trị. Trong mục Alo Bác sĩ hôm nay, Thạc sĩ Bác sĩ Trần Thị Thanh Tú đến từ Bệnh viện Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng dẫn chúng ta cách nhận biết, phát hiện kịp thời căn bệnh đáng sợ này. Lupus ban đỏ hệ thống sẽ có những sang thương da đặc trưng và điển hình, có thể kể đến đó là hồng ban cánh bướm hay là hồng ban dạng đĩa. Hồng ban cánh bướm là những cái sẩn hồng ban nổi ở vùng mặt của bệnh nhân và thường là hai bên cánh mũi. Còn hồng ban dạng đĩa là những cái nốt hồng ban nhỏ hơn dạng hình dĩa, thường tập trung ở vùng đầu mặt cổ của bệnh nhân và khi mất đi thì có thể để lại sẹo. Một đặc điểm rất là nổi bật trong những cái sang thương da ở bệnh nhân bị lupus ban đỏ hệ thống đó là nếu như mà bệnh nhân tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì những cái sang thương của bệnh nhân nó sẽ trở nên rõ ràng hơn, rầm rộ hơn và lan rộng nhiều hơn những cái bệnh lý ngoài da khác. Ngoài ra thì bệnh nhân cũng thường than với chúng tôi là có cái triệu chứng rụng tóc cũng như là những cái tổn thương ở vùng niêm mạc miệng và mũi, những cái tổn thương tập trung ở vùng vòm miệng. Bên cạnh những tổn thương ngoài da thì bệnh nhân cũng sẽ thường sưng đau các khớp. Thì ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống thì bệnh nhân sẽ thường sưng đau nhiều khớp không rõ nguyên nhân, không có chấn thương. Lupus ban đỏ hệ thống cũng có thể biểu hiện ở những cái cơ quan nội tạng và có thể biểu hiện bằng những cơn đau ngực, khó thở dữ dội và phù toàn thân, đặc biệt là phù mặt. Rồi bệnh nhân cũng có thể là biểu hiện những cái triệu chứng ở cơ quan huyết học của mình như là biểu hiện bằng những cái tình trạng thiếu máu tán huyết, người bệnh sẽ trở nên là xanh xao, có thể là có những cái triệu chứng như là chóng mặt. Bệnh nhân cũng thường là giảm những cái tế bào máu mà có vai trò miễn dịch, chính vì vậy mà hệ miễn dịch của bệnh nhân dường như là bị suy giảm hơn so với người bình thường và dễ rơi vào những cái bệnh cảnh nhiễm trùng.
Kính chào quý vị. Mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ và Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã công bố phát triển thành công một liệu pháp kháng thể mới có khả năng bảo vệ người trưởng thành khỏi bệnh sốt rét chỉ bằng loại một liều duy nhất. Các nhà khoa học cũng kỳ vọng phương pháp này sẽ mở ra một cách tiếp cận mới, hiệu quả hơn trong việc chống lại căn bệnh nhiều người mắc nhất hành tinh này. Theo các nhà nghiên cứu, liệu pháp kháng thể này nhắm vào các ký sinh chưa trưởng thành trước khi chúng xâm nhập vào gan, nơi có thể phát triển, sinh sôi và hoạt động bằng cách phá vỡ vòng đời của ký sinh trùng sốt rét. Kháng thể truyền qua đường tĩnh mạch, khó để phân phối trên diện rộng. Tuy nhiên, các chuyên gia mới đây đã tạo ra một phiên bản dễ triển khai hơn cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn. Sau khi xét nghiệm máu để kiểm tra tình trạng nhiễm sốt rét, các chuyên gia nhận thấy liều kháng thể cao hiệu quả 88% so với giả dược, liều thấp hiệu quả 75%. Đặc biệt, theo người đứng đầu nhóm nghiên cứu, kháng thể được tạo ra từ phòng thí nghiệm này có thể được sử dụng để điều trị cả ung thư, các bệnh tự miễn và kể cả bệnh COVID-19. Nhờ quy trình báo động đỏ liên viện và sự phối hợp xử trí khẩn trương chính xác, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã cứu sống thành công một bệnh nhân nam 38 tuổi, chấn thương nguy kịch do tai nạn với vết thương thấu tim, phổi, gãy xương sườn và xương đùi trái, giúp bệnh nhân có cơ hội sống vô cùng mong manh, thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Kíp cấp cứu liên khoa hội chẩn quyết định nội soi lồng ngực để xử lý tổn thương và lấy dị vật. Bệnh nhân được kíp gây mê đặt ống nội khí quản Canal làm xẹp phổi phải. Dưới hỗ trợ của hệ thống nội soi 3D, kíp phẫu thuật tim mạch tiến hành lấy nhiều tổ chức máu cục lớn trong màng phổi phải. Tiếp tục kiểm tra phát hiện tổn thương do dị vật cứng xuyên thành ngực làm gãy một xương sườn, xuyên nhu mô phổi làm rách màng tim phải. Phẫu thuật viên khéo léo mở rộng lỗ rách bên màng tim và lấy ra dị vật là một mảnh đá 2 x 0,5 cm trong màng tim. May mắn là phần cơ tim bị mảnh đá văng chỉ bị đụng dập đã ngừng chảy máu. Kíp mổ tiến hành cầm máu, rửa sạch khoang màng tim, khâu các vết thương phổi, xử trí các vết thương thành ngực và đặt ống dẫn lưu. Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 3 tiếng. Ngày thứ 2 sau mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo, các xét nghiệm ổn định. Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật cắt bỏ sùi màu gà dương vật cho bệnh nhi 6 tuổi, giúp bệnh nhân tránh nguy cơ cắt cụt dương vật do sùi màu gà thể nặng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cháu bé đang học lớp 1, sống với ông bà ngoại, hoàn cảnh khó khăn, phát hiện sùi màu gà ở dương vật không rõ nguồn lây đã 4 tháng. Các bác sĩ Trung tâm Nam học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành cắt bỏ toàn bộ khối sùi dương vật, tạo hình niệu đạo, tạo hình quy đầu dương vật. Xét nghiệm vi sinh dương tính với HPV type 11, giải phẫu bệnh loạn sản mức độ nặng. Hiện tại bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Nam học. Trẻ mắc sùi màu gà nếu được điều trị tốt sẽ ít ảnh hưởng đến khả năng sinh sản cũng như quan hệ tình dục sau này. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh dễ tái phát, thậm chí có thể tiến triển thành ung thư và mất khả năng sinh sản sau này. Thưa quý vị, biểu hiện chung của bệnh tự kỷ ở trẻ bao gồm những khiếm khuyết trong 3 lĩnh vực là kém tương tác xã hội, kém giao tiếp và hành vi bất thường. Bên cạnh đó thì trẻ thường rối loạn cảm giác. Nhiều trẻ tự kỷ có kèm theo tăng động và trí tuệ kém. Vậy nguyên nhân gây ra tự kỷ ở trẻ là gì? Hãy lắng nghe Thạc sĩ Đặng Thị Thanh Tùng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec chia sẻ về vấn đề này. Các cái yếu tố có thể là tuổi sinh của cha mẹ là cao, hoặc những cái bất thường trong quá trình mang thai, những cái đột biến gen, hoặc là mẹ có thể nhiễm virus. Ngoài ra thì cũng có những cái giả thuyết liên quan đến nguyên nhân của trẻ tự kỷ là liên quan đến phần môi trường, ví dụ như là người mẹ không được chăm sóc, không được ôm ấp con thời kỳ thơ ấu. Người ta nghiên cứu và thấy có những nguyên nhân về mặt môi trường khác như cái sự không quan tâm, cái sự không giúp đỡ trẻ khi từ bé cho đến lớn. Tuy nhiên thì cái nguyên nhân chính mà các nhà khoa học đang khẳng định nguyên nhân về mặt di truyền và mặt phát triển thần kinh não bộ của trẻ là nhiều hơn. Cái tiếp nữa là cái yếu tố về cái mặt gọi là hỗ trợ kỹ năng. Ví dụ có một số bạn là bạn ở cái thể mà rối loạn nhẹ thôi, khi mà bạn ấy chưa nói được tiếng Việt nhưng mà vì bạn nói được tiếng Anh rất là thích chẳng hạn, thì bố mẹ lại vô hình chung là nghĩ là đấy là con là thiên tài và hiểu sai về cái tự kỷ. Trẻ là người Việt Nam, trẻ giao tiếp trong môi trường toàn là người Việt nhưng mà tiếng Việt không nói được mà nói tiếng Anh. Đó là những cái hiểu lầm mà làm cho đứa trẻ tự kỷ nó càng ngày càng nặng lên. Khi mà trẻ có khó khăn về tự kỷ thì chỉ nghĩ là trẻ tăng động hoặc trẻ chậm nói, không cho trẻ đi can thiệp sớm mà nghĩ rằng là chờ đợi trẻ phát triển thì nó hết cái giai đoạn phát triển vàng của trẻ. VOV Bác sĩ 24, nền tảng số quốc gia phục vụ người dân.
phần tư vấn của Thạc sĩ Đặng Thị Thanh Tùng đã kết thúc bản tin Alo Bác sĩ 24 hôm nay của chúng tôi. Hãy đón xem chương trình vào lúc 11 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh VTC1 hoặc đăng ký kênh YouTube Alo Bác sĩ 24 để không bỏ lỡ những thông tin y tế sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.